Vết màn bí ẩn cái chết của công nương Diana, bác sĩ phẫu thuật kể lại cuộc chiến với cử thần, dập tắt cuộc tranh cãi 25 năm qua. Đã 25 năm trôi qua nhưng sự ra đi của công nương Diana trong vụ tai nạn thảm khốc vẫn khiến nhiều người ám ảnh và xót xa. Trong hơn hai thập kỷ qua, sự ra đi của công nương Diana đã trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi với những giả thuyết được đưa ra. Lý giải cho cái chết thương tâm của bông hồng nước Anh, một trong những giả thuyết được nhiều người bàn tán hơn cả đó là việc công nương Diana bị bỏ mặc đến chết. Nhiều người tin rằng ngay sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở đường hầm tại Paris, đã có nhiều thế lực tìm cách ngăn chặn việc công nương Diana được chữa trị. Vậy thực hư chuyện này ra sao? Bác sĩ Monsel Daman người điều trị cho công nương Diana tại bệnh viện ở Paris đã lần đầu tiên tiết lộ câu chuyện về hành trình ông cùng đồng nghiệp chiến đấu với tử thần để cứu sống người phụ nữ được hàng triệu người tôn kính. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail, vị bác sĩ này đã bác bỏ giả thuyết công nương Diana bị ép buộc phải ra đi và kể lại chi tiết cách họ đã nỗ lực không mệt mỏi như thế nào để cứu sống bà. Vào rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1997, bác sĩ phẫu thuật Monceau Daman đang trong giờ trực thì nhận được lệnh triệu tập của bệnh viện để cấp cứu cho một người phụ nữ trẻ. Ông không ngờ rằng đó là công nương Diana người nổi tiếng trên toàn thế giới. Trước đó, vào khoảng 12 giờ 31 phút sáng, chiếc Mercedes chở công nương Diana cùng bạn trai của bà đã gặp nạn trong đường hầm cầu Alma. Ngày sau đó, một đội ngũ y bác sĩ đã được cử đến hiện trường, họ đã tìm cách hồi sức cứu sống công nương nước Anh trước khi chuyển bà đến bệnh viện vị bác sĩ kể lại. Tôi đang ở trong phòng trực thì nhận được một cuộc gọi từ Bruno Rios, bác sĩ gây mê cấp cao yêu cầu tôi đến phòng cấp cứu. Họ nói rằng có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến một người phụ nữ trẻ. Tôi không biết đó là bà Diana. Tổ chức của bệnh viện rất có thứ bậc, vì vậy khi bạn nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cấp cao hơn thì đó là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tôi di chuyển khá nhanh và sau đó nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gio thần thân chăm sóc bệnh nhân đang nằm trên cáng và có rất nhiều người cũng đang đứng hỗ trợ. Đến khoảng 2 giờ 15 phút sáng, công nương đài Nà lại bị ngừng tim, tình hình trở nên nguy kịch. Bác sĩ Đà Màn được yêu cầu chuẩn bị tham gia phẫu thuật. Đà Màn chia sẻ, tôi đã làm một số biện pháp để giúp bà ấy thở được, tuy nhiên trái tim đài Nà không thể hoạt động bình thường vì nó đang trong tình trạng thiếu máu, Tin lượng đang rất xấu. 2 giờ 30 phút sáng, Daman và Rio được giáo sư Alain Pavi, một trong những bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu của Pháp, đưa vào phòng cấp cứu. Pavi sau đó đã tiến hành các thủ thuật để tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chảy máu trong và họ phát hiện có vết rách rất nhỏ ở tĩnh mạch nhưng lại đủ sức gây tử vong vì nằm tại vị trí hiểm hóc sâu trong lá phổi của Diana. Pavi đã tìm cách khâu lại vết rách nhưng trái tim của Diana đã ngừng đập Họ đã thua trong cuộc chiến cứu sống người phụ nữ được hàng triệu người trên khắp thế giới kính trọng. Dama nói, chúng tôi đã tìm mọi cách để khiến trái tim bà ấy đập trở lại nhưng không thành công. Chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình, cố gắng rất nhiều nhưng chúng tôi không thể cứu sống được bà ấy và điều đó đã ảnh hưởng chúng tôi rất nhiều. 4 giờ sáng hôm đó, nhóm phẫu thuật do bà Vì dẫn đầu chấp nhận sự thật rằng họ không thể làm được gì nữa để hồi sinh công nương Diana. Cuộc đời phi thường của công nương xứ Wales đã kết thúc. Richard Stafford là bác sĩ pháp y nổi tiếng từng được giới chức Anh đề nghị khám nghiệp thi thể của nhiều người nổi tiếng, trong đó có công nương Diana vào tháng 11 năm 2018. Cũng đã đưa ra kết luận tương tự, khẳng định vết rách ở tính mạch phổi là vết thương chí mạng khiến công nương Diana ra đi mãi mãi. Bác sĩ Monsel Daman cho biết, sáng hôm sau ông phát hiện đôi giày dính máu của công nương Diana vẫn ở trong bệnh viện, một người đàn ông nói rằng muốn mua lại chúng vì đôi giày in vết máu của người hoàng gia. Tuy nhiên, Marcel Daman đã từ chối và sửa sạch đôi giày. Giờ đây 25 năm đã trôi qua, ông Daman vẫn không thể nào quên được rạng sáng đỉnh bệnh ấy, nó được trở thành dấu ấn đi theo suốt cuộc đời ông. Ông và mọi người đã cố gắng cứu sống một biểu tượng tuyệt đẹp của cả thế giới nhưng lại có kết cục bi thảm đến như vậy vị bác sĩ phẫu thuật này hy vọng rằng những chia sẻ mới nhất của ông sẽ khiến mọi người ngừng đưa ra những suy diễn giả thiết tiêu cực và để cho người đã khuất được in nghỉ